chào các bạn, kênh của mình là Chi Dây Dài. Thì hôm nay tôi học anh này gọi cái này không? Hôm nay Chi này anh này biết hết rồi. Các bạn ơi, đây là các bạn xem. Đây là Chi nhà Dây Dài. Nhưng mà con vừa ốm xong ăn được không? Ho lắm con. Tí này thôi nhá. Không cả ho khổ tội ạ. Các bạn ạ. Ho đấy. Con trà chanh nào Chi để gọi. Một cốc thôi đó. Không à? Con ăn cái nào? Đây con này nhá. Ăn trong nào? Con chơi cọt. Chọn cốc nào thế tao? Chọn cốc này, chọn cốc này. Mặt bên này kem như của bà. Kem này ngon này. Kem này ngon này. Kem này ngon này. Kem này nhá. Ăn kem này nhá. Ăn một cốc này luôn. Nè. Con chọn cái này. Nè. Cốc này. Đây cốc giống của vừa. Còn cái này à? Bụng chứa đầy nữa. Không. Con chọn cái này. Thế nào? Cái này. À, cốc này á? Cốc này á? Đúng rồi. Đây cốc này á. Cốc này. Mấy cốc này à? Một cốc này. Một cốc ba thì em phải nói nghe con này. Ăn tí cả hò nhá, bắt thổi ra. Bắt thổi ra nhá. Bà hốt hò lắm hôm nọ. Trời ơi. Lấy kem sữa rồi chị à, ăn không? Mình ăn rồi, chú hót. Bởi vì nó mẹ. Rồi các bạn ơi, có thể trong nhà ăn được cái nhà nào?